Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh review sản phẩm của điện tử DAT. Video ngày hôm nay thì điện tử DAT sẽ giới thiệu cho các bạn về một loại cảm biến, đó chính là cảm biến siêu âm HCSR04. Cảm biến siêu âm HCSR04 được sử dụng để nhận biết khoảng cách từ vật thể đến cảm biến nhờ sóng siêu âm. Cảm biến có thời gian phản hồi nhanh, cho độ chính xác cao, nên vì thế sẽ phù hợp cho các ứng dụng để nhận biết vật cản hoặc là đo khoảng cách bằng sóng siêu âm. Ở đây thì trên bo chúng ta sẽ thấy có hai đầu cảm biến với một đầu phát và một đầu thu sóng tín hiệu. Ở đây thì đầu cảm biến phía bên trái sẽ là đầu phát sóng siêu âm ra nha các bạn. Sóng siêu âm của chúng ta sẽ được phát ra với tần số là khoảng 40 kHz. Khi gặp vật cản thì sóng siêu âm này sẽ được truyền về và được thu nhận thông qua một đầu cảm biến phía bên phải này. Đầu cảm biến sẽ nhận tín hiệu sóng và giải mã, sau đó đưa ra tín hiệu là mức cao tại chân echo trên cảm biến. Ở đây thì khoảng cách mà chúng ta có thể phát hiện được vật cản là từ 2 đến 450cm với góc cảm biến là khoảng 15 độ nha. Ngay ở trên bo cảm biến thì chúng ta sẽ thấy có 4 chân gồm chân VCC, chân trigger, echo và chân GND. Với hai chân VCC và GND là hai chân cấp nguồn 5V cho cảm biến hoạt động. Kế đến là chân trigger thì ở đây các bạn có thể hiểu chân trigger là chân mà dùng để kích hoạt cảm biến hoạt động. Để cảm biến hoạt động thì chúng ta sẽ cần gửi một tín hiệu mức cao trong khoảng 10 microgiây vào chân trigger này. Sau khi chúng ta gửi tín hiệu vào chân trigger thì đầu cảm biến siêu âm sẽ phát ra sóng để đo khoảng cách nha. Và khi nhìn thấy vật cản thì chân echo sẽ xuất ra tín hiệu là 5V. Mà chúng ta có thể sử dụng tín hiệu ở ngõ ra echo này để kết hợp với các vi điều khiển hoặc là các modem kích v.v. Như bây giờ thì mình sẽ lắp đặt cảm biến siêu âm với một mạch Arduino Uno như sơ đồ ở trên màn hình. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối cáp nạp vào Arduino, sau đó kết nối với máy tính. Ở đây thì điện tử DAT đã chuẩn bị sẵn một đoạn code dùng để test mạch cảm biến này. Nếu các bạn muốn tham khảo đoạn code thì mình sẽ để phần link hướng dẫn dưới phần mô tả video. Các bạn có thể nhấp vào đó để biết thêm thông tin chi tiết nha. Như đây thì mình đã copy sẵn đoạn code vào trong phần mềm Arduino IDE. Ở đây thì chúng ta sẽ chỉ test chức năng của con cảm biến thôi, nên vì thế chúng ta sẽ không cần phải khai báo thư viện. Ở trong đoạn chương trình thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải khai báo hai chân trigger và echo mà chúng ta đang kết nối trên Arduino là hai chân 8 và 7. Ở phần setup thì chúng ta sẽ set giao tiếp với serial với tốc độ là 9600. Và vì chân trigger sẽ là chân mà chúng ta sẽ gửi xung đi, nên vì thế ở chân trigger chúng ta sẽ pin mode cho nó là output và echo sẽ là chân mà chúng ta sẽ nhận tín hiệu về vi điều khiển, nên vì thế chúng ta sẽ pin mode nó là input nha các bạn. Ở vòng lặp lớp thì ở đây chúng ta sẽ set hai biến duration là biến đo thời gian và biến distance sẽ là biến lưu khoảng cách. Và tiếp theo sẽ là các dòng lệnh digital wire. Cái dòng lệnh này chúng ta sẽ dùng để phát xung đi đến chân trigger cho cảm biến của chúng ta hoạt động nha. Để cảm biến hoạt động thì trước tiên chúng ta sẽ đưa một xung bằng 0 trong khoảng 2 microgiây, sau đó đưa xung này lên mức 1 trong khoảng 10 microgiây và tiếp tục đưa về 0. Cứ mỗi lần chúng ta đưa tín hiệu xung như vậy thì cảm biến sẽ phát ra sóng siêu âm để đo khoảng cách nhé. Và để đo được khoảng cách thì chúng ta sẽ cần phải tính toán trước tiên là thời gian sóng trả về. Ở đây thì thời gian sẽ bằng Boostin Echo 2, sẽ là bằng khoảng thời gian mà chân Echo lên mức cao. Lúc này để tính được khoảng cách thì chúng ta sẽ áp dụng công thức duration chia 2 chia cho 29.412 với duration là khoảng thời gian xung lên mức cao ở chân echo. 2 chính là quãng đường của sóng âm truyền đi và truyền về. 29.412 sẽ là tốc độ sóng âm truyền trong không khí. Và sau mỗi lần tính toán như vậy thì mình sẽ cho delay trong khoảng nửa giây và in ra cổng series monitor khoảng cách thực và đơn vị là cm nha các bạn. Sau khi copy đèn code xong thì chúng ta sẽ vào tool chọn bo nạp. Ở đây bo nạp của chúng ta sẽ là Arduino Uno. Tiếp tục thì chúng ta sẽ chọn cổng bọt mà chúng ta đang kết nối với Arduino nha. Sau đó nạp chương trình. Lúc này để hiển thị thông số mà cảm biến đo được thì chúng ta sẽ bấm vào biểu tượng bên góc phải ở trên màn hình, chọn Serial Monitor. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cảm biến để đo khoảng cách giữa cảm biến với một hộp cát tông nha. Cứ sau khoảng nửa giây thì cảm biến sẽ cập nhật lại vị trí của hộp cát tông mà mình đang đo. Khả năng đo khoảng cách cũng khá là chuẩn.
Và đến đây video của điện tử DLT là kết thúc. Nếu các bạn muốn mua sản phẩm thì mình sẽ để phần link mua hàng dưới phần mô tả video. Các bạn có thể nhấp vào đó để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm. Còn bây giờ xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.